Lớp. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Thì đầu video mình xin chúc mọi người xem rất dễ và thật nhiều sức khỏe nha. Mình cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành video mình trong thời gian qua nha. Thì hôm nay ba anh em mình sẽ đi đặt lập ếch nha mọi người. Đây bạn phía trước là bạn Nhóc, còn phía sau là bạn Dưỡng nha. Đây, chuẩn bị lập ếch sẵn chưa nha. Thì lúa hôm nay xả được 7 ngày. Đây là vụ hè thu nha mọi người. Nước xả vô chuẩn bị dục phân nha mọi người. Thì lúc nào xả nước vô là ếch nó sẽ trong vườn nó ra nó kiếm ăn. Còn đây là mồi của mình đặt ở đây mọi người, để mình quay lại màn hình để mình quay mọi người xem nha mọi người. Đây là mồi của mình hôm nay đặt lập ếch rất đơn giản, cũng giống như trước giờ mình đặt mọi người. Nếu mà ai có theo dõi video của mình nhiều là biết mồi mình đặt như thế nào. Đây là cá mình ủ chung với ngũ dư hương, tỏi, dầu ăn. Nếu ví dụ người đặt 10 cái thì mình đặt tầm khoảng 1 kg rưỡi cá nha mọi người. Thì chị mình cứ nhân đôi lên hoài, đặt nhiều cá mình tính theo số lượng nhân đôi lên hoài nha. Đó. Thì cá ủ với ngũ hương, tỏi vô ăn với cua đồng. Nó ủ từ sáng đến chiều đặt, bỏ vô tứ lưới mà đặt nó tiết kiệm mồi lắm mọi người. Ví dụ mọi người đặt bữa nay xong qua bữa sau mọi người rửa sơ để gáo lại, rồi mình ốp lại ngũ hương, tỏi vô ăn với cua đồng đâm dập ra mình trộn chung lại để tới chiều đặt là đưa nó nha mọi người. Nó đặt được 2-3 lần đó. Nó tiết kiệm mồi cho mình. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà ai có coi chi tiết hơn mà vô video mình có những cái video chia sẻ làm mồi đặt ếch nha. Nào mấy anh em mình chạy dài theo mấy đường lộ rồi, đặt theo cặp mấy vườn thôi. Đó, lập ếch mình có bán không nha mọi người. Thì hôm này nói chung mình canh chỉnh cho mọi người ok hết, ngon lành hết. Đó, chiều dài là 2.8 miệng hôm một tắc 2. Đó, còn hôm là hôm che nha mọi người. Hàng là chất lượng luôn á, đặt rất là hiệu quả. Còn lúa mình hiện tại đây là đang lúa vụ 2 nha mọi người. Vụ đó hè thu á là mới xả đây thẳng 7-8 ngày là xả nước vô á. Giờ có nước chủng vậy nè. Mình sẽ đặt cặp theo mấy cái mấy vườn để tối mấy ếch nó bò ra kiếm ăn rồi. Thì lúc này ếch nó cũng còn đang bắt cặp với nó đẻ trứng á. Nên mình đặt cặp mấy vườn thì sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu lên trên đặt thì sẽ không có nha mọi người. Giờ để bắt đầu mấy anh em qua đây đặt cho mọi người xem nha. Cái đầu tiên đây. Để đi qua đây đun Nhóc ha. Chà bãi đi. Ông chà trước đi, tôi quay luôn cho. Giờ qua đây đặt cho mọi người xem vài cá mình đặt nha. Chủ yếu mình sẽ lựa theo cặp mấy vườn. Ở trong bên đó là có cái hàm cá. Đó sẽ qua. Bay qua đây. Này có cái miếng lưới rồi đặt nó sẽ khó qua lắm người. Tại mình đặt xong mình sẽ dán miếng lưới rồi lên để cho nó dễ qua. Hả? Nếu mà đặt mà có người ta dăng lưới chuột hoặc này kia là mình đặt nó sẽ ít dính hơn. Đặt phía ngoài ruộng đại Nhóc, phía ngoài ruộng này nè. Ừ, nhớ này nè. Đạp lúa luôn nha. Đạp đại đường để lúa mình nhớ, lưới nhà mà. Ê, quay cái miệng xuống chứ. Quay cái miệng xéo xuống dưới theo cái đường nước luôn, cặp theo đường nước quá. Đây ha. Lúa là lúa nhà. còn lúa người ta hồi kỹ chút nha, kiếm chỗ nào bị chết hết đặt. Xéo xuống nữa mới chính xác nha. Xéo góc xuống luôn. Xui xuống luôn. Xui 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 đúng không? Xui gì nè. Xui luôn sao? Ừ, vậy đó. Cái hướng gió hay gì? Rồi, ok. Canh hướng gió, thổi xuống. Bây giờ bỏ bột mồi vô thôi. Cái lập ếch thì chủ yếu là đặt xuống khoảng 1/3 cái miệng hôm nha mọi người. Cả này thôi chứ đừng có đặt phân nửa nha, hạt cao quá không được mà thấp quá không được, phải có nước. Đặt là phải có nước xem xét gì. Đó nó sẽ dễ vô hơn. Rồi lấy cái bọc phủ lên. Rồi xong mình lấy đất mình ém hai bên. Lúa nhà làm gì được nha Nhóc, lúa người ta kiếm chỗ nào. chống chết hả đặt. Rồi dữ lắm rồi, đất hết hồn đất rồi. Đất gì vừa thôi, đất dữ vậy. Cứng. Cái này mà nếu mà có cỏ phủ lên trên nó càng yên luôn rồi. Mà ở đây không có cỏ, bây giờ đặt gì cũng vẫn được. Có cỏ phủ lên trên đó nó sẽ dạng vô hơn. Rồi, giờ đặt đầu mấy anh em đi đặt tiếp nha. Cũng đơn giản vậy thôi. Giờ tiếp tục qua cái mương này nha mọi người. Giờ đặt cặp theo mấy ruộng với cặp trong mương cũng được nữa. Bây giờ mình đặt cái ngay chỗ đó nha. Ngay góc này nè nha. Ngay góc đó nha. Ở ngay đường nước chảy ra, tự cũng ra đi. Ngay cái đường nước chảy ra để vô nó cũng được nha. Chỗ này im lắm mọi người. Tại vì tối có mấy ếch ở trong hang, ở trong cái mương này nó ra nè. Này cái miếng chụp tới đây nè, chụp tới ra. Còn mấy kia đi. Tối nó ra chỗ đó hai ba con đó, ngay cái đường nước luôn đó, nước chảy luôn á.
Ở chỗ đó cũng được nữa, không sao cho nó. Đúng rồi. Ở đây mình quay cho bạn mình đặt nha mọi người, để dễ thấy. À, mấy bạn mình nó quay thì nói chung hơi lụp chụp, hơi khó. Thôi, bạn bị sáng quá. Đào đào. Mày lấy ba cái lá chuối mục nó đắp lên, phủ lên ngụy trang luôn. Làm mọi gì nó tiện mọi người, bỏ vô xong mình đặt xong mình về nhà sáng mới sau đem ra rửa sơ rồi để cho nó ráo nước, xong mình đâm tỏi nè, nhũ hương, dầu ăn, nếu mà có cua đồng bỏ cua đồng vô nữa mọi người, trộn 7-8 cua đồng vậy đó, tâm dập ra trộn đều lên, cái mình ngâm tới chiều mình đi đặt tiếp nữa, thêm được lần nữa. Còn nếu mà ai kỹ thì đặt được 3 lần, còn không mình đặt 2 lần mình bỏ cũng vẫn được nha mọi người. Đẩy xịt xịt đằng đằng miệng á nhóc. Đúng rồi đó. Mình đặt cái lợp vừa chìm xuống khoảng 1/3 miệng lợp mọi người, nước á. Mình đặt phải có xem xếp nước, phải có cái bãi lài gì nè, là ớt nó sẽ giải vô. Còn nếu mọi người đặt theo mấy cái vườn đứng thẳng thì mình đặt cái lợp ở trên này nó khó vô lắm mọi người, nhầm khi nó vô không được. Nó có cái độ lài đi lên đó, là ớt nó sẽ dễ vô hơn. Đó. Cái mương này chắc mình đặt 2 cái mọi người. Một cái chỗ này với lại đầu mương kia 1 cái nữa. Mương kia 1 cái nữa, là 2 cái. À, mình mới qua đây cũng vẫn được, nhưng mà qua đây đặt cũng vẫn được, nhưng mình đặt ở đây sẽ hay hơn, tại vì cái ớt thường thường nó ở trong hang nó sẽ đi qua đây thì nó sẽ bắt mùi thì sẽ vô đó luôn. Còn nếu mà qua đây cũng vẫn được, vẫn lên cái nó cũng vẫn lên nó ăn, nhưng mà hơi chậm vô, nó chạy nhanh vô hơn. À, giờ để mấy anh em mình xuống dưới đó đặt thêm cái ngay đầu dưới đó nha mọi người. À, thì nói chung video mình đặt quay sơ sơ mọi người xem chi tiết vậy thôi, chứ đặt cái nào cái nấy cũng vậy thôi mọi người, cũng mình theo mấy cái cặp mấy mương này kia, cặp mấy ruộng là đặt á. Còn nếu mà trong mương khó đặt quá mình ra ruộng mình đặt, nhưng mà cặp bên mấy vườn vậy đó. À, ra mương vườn đặt sẽ hay hơn cặp những cái ruộng cũng vẫn được. Giờ ba anh em đang lên xe chạy dọc theo cái con lộ phía trước nhà mình nha mọi người, kiếm cái chỗ gần mấy vườn nữa đó, có mương vườn gần ruộng ở cặp theo vườn mọi người. Là mình đặt vô đây nè, chạy lũi vô đó luôn, lũi vô đây luôn. Đúng rồi đó. Rồi đậu xe đi đây. Dạ. Nói chung thì mình cũng dự định là kết hợp vừa đi đặt vừa cuốn cho mọi người xem chung một cái video luôn á, nhưng mình thấy nó dài quá mọi người, nên mình chia ra 2 phần đi. Phần này là mình chỉ yếu là mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái cách mình đặt lập hết cái mùa hè thu này như thế nào á. Rồi xong rồi, có gì mình cắt thêm một cái video kia mình đi thăm riêng nha mọi người, cuốn riêng 2 cái video mọi người dễ xem. Rồi đi tới đây nha mọi người ở miền Tây thì biết cái này cái gì nè, cầu cá cha. Ở đây mình sẽ lựa chọn theo cái địa điểm ở trong mương nha mọi người. Cài ở phía ngoài này á là nước nó chưa xả vô mà nước còn khô quá, ớt nó sẽ chưa ra, nhưng mà nước nhiều một chút xíu nữa, như mấy ruộng nãy mới đặt bên kia có nước nhiều thì ớt nó sẽ ra. Mình sẽ chọn mấy cái bãi nè, cái bãi cặp theo cái mương, nhưng mà sẽ có độ lại xuống, ớt sẽ lên xuống dễ dàng, chứ mọi người đừng có đặt ở trên cái bực nha. Nếu mà đặt trên bực là không có ớt leo lên không được, là không có vô được. Rồi giờ để toàn bạn quay chỗ nào mình đặt ở đây nha mọi người, là cái lợp mình đặt trong mương nha, trong mương vườn. Còn quay luôn nhất để không phải cặp cái nước cho mọi người, chứ mọi người đừng có đặt khô quá cũng không được ha, mà ngập cái lợp quá cũng không được ha. Đặt mà cái lợp mình nó ngập xuống cái miệng thầm khoảng 1/3 cái miệng lợp là ok đó. Cả này là dừa nè, dừa cho đặt rồi cái hầm này cũng hơi ớn giờ tay không dám lắp tay à. Cộng người sẽ ém cho nó chắc nó cứng là hết sẽ dễ vô. Cái hầm này nước hơi đục mọi người, hơi ngán. Rồi xong. Đâu có miếng. Nghỉ trang lại đi.
cái dép đó kìa. Vậy đó. Rồi đó, vậy là xong nha mọi người, mình tưới nước lên cái nữa. Tại vì mấy cái hầm mùa khô này á, vụ đông xuân mới cắt lúa xong tới hè thu này, mình xả nước vô á, mình xả lên nó là hết, nó còn nằm hang. Nó trong mưa nhiều nên đặt mấy mương cũng ok lắm. Rồi, tiếp tục nha. Giờ đang chuẩn bị ra cặp bình phía ngoài đặt nha mọi người. Tại vì cái hầm này cái mé cao quá, không có chỗ đặt. Mình sẽ ra một ruộng. Ra một ruộng thì người ta đã xả nước vô rất là nhiều luôn nè. À, tối sẽ ớt sẽ ra một ruộng kiếm ăn. Mà kiếm cái chỗ nằm ở chủng nước sâu nhất. Cặp mé. Mình kia cũng có cái hầm nữa không? Giờ mình đặt như đây một cái nhóc này. Nhóc này nè. Góc này một cái nè. Bây giờ để ông bạn mình qua em đặt góc này một cái. Đúng rồi nè. Tiếp rồi. Có gì mơi mình lấy lưới mình dậm lại. Này hơi sâu nha, nước hơi sâu quá. Này gần nửa đợt cũng không sao nè, hơi sâu. Không có cái bãi cạn, nếu mà có bãi cạn không. Hai cát luôn. Đất cứng không có chỗ móc luôn á. Trộ ngập dữ vậy. Đất không được. Đất chỉ như nó bị lầm bền đó. Cái nó ấy xuống. Rồi xong. Giờ tiếp tục nhưng mà đơn giản vậy thôi. Cại bên này không có cỏ này kia, mình không có nghĩ trang được. Nhắn nhắn lên. Ok gì rồi đó. Chắc đơn giản mà không có gì mà khó khăn hết. Mà hiệu quả lắm. Trang lên xuống đây thôi mà cả đó là hơi khô khi cỏ khó quá. À, dưới cho nó nước rồi từ có tỏ mùi ra trên này chạy trong cái mồi mình có dầu ăn á mọi người, dưới nước rồi nó sẽ có màng nó chảy nè, chạy theo mặt nước nè, là nó sẽ bắt theo màng đó nó kiếm lợp nó vô nó kiếm cá ăn. Bây giờ mình chọn được điểm này mình đặt thêm cái nữa mọi người xem nha, không mình kết thúc video đây nha mọi người. Bây giờ cũng trễ lắm mà tranh thủ đặt cho nó hết, còn thôi khoảng mười mấy cái lờ nữa mới hết. Bây giờ đây là bên đây là có mấy cái mương trong đó mọi người, mương ta nuôi cá. Ở đây đặt mấy ruộng xả nước thì nó sẽ tối sẽ kiếm dựng qua đây. Nhưng mà con cái là mấy ruộng này người ta mới thúc ốc mà không biết cái ớt nó có qua hay không thôi. Thường thường á đặt mấy mấy ruộng đặt có mà thúc ốc á là ớt nó chạy yếu lắm. Cũng hy vọng đi có ớt video đi. Cái mùa này thì nói chung là đặt không phải như mấy cái ruộng giữa. Giữa với mùa nước nổi thì nó chạy mạnh lắm mọi người. Còn mùa này phải đặt là phải canh vườn canh hứng dữ lắm cơ. Mà ớt nó chạy lai gai một hai con hai ba con mọi người. Nếu mà chạy mạnh lắm là 4-5 con là dữ lắm. Còn mấy cái mùa nước nổi với mùa giữa là mình đặt ớt chạy cứng lợp cả chục con mấy con chuyện bình thường đó. Mùa này thì chủ yếu mà bắt mấy ớt trong hang ra mới ra nữa nó hơi ít.
cho nó bãi này nữa này, cho nó đi lên đây nó ngồi. Có đường vô không? Dưới nước chân tôi rồi nè. Giờ này cũng trễ lắm rồi, không tới hồ không thấy đường đặt. Nói chung thì chẳng vậy là xong nha mọi người, thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mọi người muốn coi video tiếp theo của mình nó dở lợp ếch như thế nào á thì mọi người xem video sau này của mình đó nha mọi người. Xin chào mọi người, bye bye.